Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Ngân. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy của bên Ngân ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Ngân sẽ review giới thiệu cho các bạn tới một dòng xe tay ga ở trên thị trường đang rất là hot, phù hợp với tất cả nam và nữ nha các bạn. Đó chính là chiếc xe Vario. Ở trước bên tay phải của Ngân đây thì các dòng xe Vario đều là được bên Ngân up lại nha, sơn 3D lại. Và chỉ riêng cái màu trắng này là màu zin thôi, còn lại là đều là các màu 3D nha. Cái dòng xe Vario 150 này á, thì nó có hai loại xe 150, 125, xe 150 và xe 125 phân khối. Về cơ bản thì 150 và 125 nó chỉ khác nhau những điểm cơ bản sau đây. Ở bên kén con này là chiếc xe Vario 125 màu trắng. Trắng này là trắng zin nha các bạn. Về cơ bản thứ nhất là về chìa khóa 125 thì chúng ta sử dụng ở đây là chìa khóa thường có remote nha, phiên bản này là phiên bản có remote. Ở bên Ngân thì có kết hợp cả chống trộm. Chống trộm này thì là của hãng nha các bạn, thì các bạn bên mình có bảo hành cho mình luôn nha. Chống trộm bên Ngân đang có chương trình giảm 50% nhưng các bạn cứ yên tâm. Con màu trắng này á thì bên Ngân có độ thêm cái mũ của nó là màu xanh nha, còn xe zin của nó là màu đen. Màu trắng, dàn mũ áo của nó là màu xanh nè. Bên Ngân có độ mũ, các mũ đa sắc màu luôn, các bạn yêu thích màu nào cũng có nha. Thì các bạn yêu thích màu nào thì cứ nhắn tin cho Ngân, rồi Ngân sẽ lên sẵn các màu cho bạn, là các bạn tới cửa hàng là sẽ có sẵn xe nha. 125, điểm kế tiếp mà Ngân muốn nói khác với 150 đó chính là cái mũ của nó thì dàn áo màu trắng nó sẽ đi xuống phía lườn này, nó sẽ là màu đen, còn 150 thì nó sẽ là mũ nó đi xuống dưới này luôn nha. Đây, chiếc 150 ở phía trong này, mũ của nó là nó sẽ đi thẳng xuống dưới lườn xe luôn. Còn 125 thì nó ở dưới lườn nó sẽ là thành mũ đen. Điểm thứ 3 khác biệt giữa 150 và 125 nữa chính là chiếc mâm. Mâm của 125 thì chúng ta sử dụng là mâm nan hoa hình chữ Y nhé. Còn nan hoa của chiếc 150 thì chúng ta sử dụng ở đây là nan hoa cặp. Và cái đĩa này, cái thắng đĩa của 125 thì nó được thiết kế của mình là nó đây, nó sẽ kép kín hơn nhé. Còn 150 thì cái vành đĩa của nó hở rộng hơn. Các bạn cùng chiêm ngưỡng lại các màu của xe Vario hiện tại mà đang có ở cửa hàng Ngân độ lên nha. Chiếc ở bên này là chiếc 150 màu xanh ngọc. Chiếc này cũng là chiếc 3D nha các bạn. Mẫu này là mẫu 3D. Đăng kiểm của nó sẽ là màu xanh đen nha. À đây, bên mình có mũ thêm một cái mũ dàn mũ lá. Mũ lá này rất là lạ, cái này là mẫu mà bên Ngân mới độ lên. Chiếc này là chiếc 150 nha, màu này cũng là màu sơn luôn nha các bạn. Màu sơn 3D. Mũ này là mũ màu xanh bên Ngân mới độ lên nè. Chiếc này bây giờ ở bên Ngân á, hiện tại xe Vario 150 các màu zin đồng giá là 50, còn các màu 3D đồng giá là 51 triệu nha. Nếu mà các bạn mua trả góp thì các bạn trả trước cho bên Ngân là từ 8 triệu trở lên. Còn dòng xe 125 thì giá của nó dao động từ 38 cho tới 41 triệu tùy từng màu. Các bạn mua góp thì chỉ cần trả trước từ 5 triệu trở lên thôi. Đây, các bạn cùng chiêm ngưỡng lại các màu xe tại cửa hàng Ngân nè. Các bạn yêu thích các màu sơn nào á, các mẫu nào thì các bạn hãy kết bạn với Zalo của Ngân vào số điện thoại 0981258900. Các bạn yêu thích màu nào thì comment cho Ngân, Ngân sẽ trả lời cho bạn nhé. Cần hỗ trợ kỹ hơn, chuyên sâu hơn về các xe thì cứ nhắn tin cho Ngân, Ngân sẽ hỗ trợ cho các bạn. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại. Bên Ngân thì có độ, ngoài cái mũ xanh hồi nãy mà các bạn vừa xem thì bên Ngân có thêm các mũ cam, mũ hồng cũng có luôn nhé. Cửa hàng của Ngân là cửa hàng xe máy Hiếu Thành Phát. Địa chỉ của nó là 179 đường Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Bên Ngân thì có 5 ngân hàng tín dụng để hỗ trợ góp cho các bạn, đó là ngân hàng VBank, HD Session, ngân hàng MB Quân Đội, ngân hàng BBF và ngân hàng Visa nha. Trước khi lên cửa hàng thì các bạn gọi cho Ngân để Ngân sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại cho các bạn nha.
Ngày hôm nay thì Ngân sẽ giới thiệu cho mình về cái dòng xe Vario. Còn ngoài ra cửa hàng Ngân thì có bán thêm các dòng xe nhập khẩu khác và các dòng xe trong nước, Yamaha, Suzuki và xe Honda nha. Các bạn yêu thích các dòng xe nào thì cứ nhắn tin cho Ngân. Ở đầu thời điểm này á, thì với những dòng xe nhập khẩu thì Ngân cảm thấy là mua rất là hợp lý. Tại vì trong cũng gần tới Tết rồi, các bạn mua xe bây giờ thì mình sẽ có kịp quá trình làm biển số để mình lưu thông đi chơi Tết nhé. Và Ngân xin tạm dừng video tại đây. Chúc cho các bạn một tháng mới này thật là vui vẻ và thành công trong công việc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.